Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội của thành phố tiếp tục phục hồi, khởi sắc, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng sản phẩm của Cần Thơ GRDP ước tính tăng 8,04% so với cùng kỳ năm ngoái, được xếp đứng thứ 2 trong số 5 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ 2 trên 13 tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ, hoạt động sản xuất công nghiệp phục hồi tốt, các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại với trạng thái bình thường mới. Các biện pháp sản xuất kinh doanh thích ứng tình hình mới tại các doanh nghiệp đã phát huy được hiệu quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 12,86% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, dịch vụ tăng 7,62%. Lĩnh vực thương mại dịch vụ cung ứng hàng hóa thiết yếu ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của doanh nghiệp. Ngành du lịch phát triển nhanh trở lại trạng thái bình thường mới. Doanh nghiệp lưu trú phục vụ 1,21 triệu lượt khách. Tổng doanh thu từ du lịch 2.042 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch. Về đăng ký kinh doanh, thành phố Cần Thơ đã cấp cho 900 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 5.000 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, so với cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp tăng 13,5%, nhưng số vốn đăng ký giảm 57,7%.